Quốc kỳ khổng lồ được ghép bằng gốm ở Trường Sa bị Google Maps cho bay màu, khiến người Việt Nam nổi giận. Lá cờ gắn gốm rực sắc thắm rộng 310m², một tác phẩm nghệ thuật khẳng định chủ quyền biển đảo tọa lạc tại đảo Trường Sa lớn. Đây là thành quả không mệt mỏi trong 4 tháng ròng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, công dân ưu tú thủ đô, tác giả Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Lá cờ này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam. Khi nhìn từ trực thăng, lá cờ nổi bật trên nền xanh của cây cối đảo Trường Sa lớn khiến hòn đảo hiện lên thật thiêng liêng. Nó như một trái tim nổi bần bật, chắc chắn sẽ góp phần là một tiếng nói khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Thế nhưng, mới đây, khi tìm kiếm tọa độ bằng Google Maps, tọa độ 8 độ 38 phút 38,8 giây Bắc, 111 độ 5 phút 09,17 giây Đông, chúng ta lại không thể nhìn thấy hình quốc kỳ Việt Nam. Trong khi đó, khi sử dụng Apple Maps thì vẫn thấy rõ một mụn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Được biết, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 công nhận là của Việt Nam ta. Chính bởi vậy, hành động khó hiểu này đến từ vị trí của Google Maps đã khiến dân tình bất bình và chấm cho một sao. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ quan điểm của mình cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng Tán TV cập nhật những tin tức nóng hổi.